Bà là máu chưa? Ồ, áo đẹp anh trai hả? Nó không biết à. Ôi ơi. Mặc là hợp với dáng luôn á. À, người ta cho. Mặc vô là đúng lứa tuổi học sinh luôn á. Có người ta cho là cô Trí nó vậy là nó lại nó mang về cái nó bận. Bắp chào cả nhà mình. Hôm nay Bắp được một bác gái người dân khu vực nơi đây chia sẻ với Bắp một hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ sống ở trên núi. Người vợ thì bị khờ cả nhà, còn anh chồng này thì bị câm. Khờ mà bị tật nữa chứ đâu phải khờ không. Khờ mà nó tật nữa chứ đâu phải khờ không. À dạ, từ từ để Bắp chút xíu cả nhà. Ui, hai anh em đang gánh đồ đi lên núi để thăm hai anh chị nữa cả nhà mình. Phía sau Bắp á là bác gái đang đi cuối cùng cả nhà. Bác gái chia sẻ với Bắp cái hoàn cảnh này. Bác gái ơi, còn xa không bác gái? Còn xa lắm, tuốt dữ hô. Dạ. Bác gái có chia sẻ với con là hai vợ chồng anh chị này là không còn cha mẹ mồ côi hả bác gái? Còn không có cha mẹ hết, tội lắm mà nó bị khờ mà nó xui nữa, nó bị tật, thằng chồng bị câm, không cha không mẹ hết. Bị khờ mà còn bị tật nữa. Nó đi luôn phong bò nó, chồng bò dạ, muốn cho anh chị ta. Này ở với nhau, thì có đứa con nào không bác gái? Không, giờ nào không có con. Dạ, đợi chút xíu cả nhà, đầu dài quá. Con xanh lấy cây dưới kia chứ đâu ai đòi nè. Đầu dài quá. Bây giờ kiếm cái gì lót cái dài ta? Hồi nãy không lót cái áo cũ ở nhà chứ giữa đòi lót cái đầu lót. Bác gái ơi, bác gái có thể cho con biết tên bác gái được không? Bác gái tên gì bác gái? Bác gái tên Phạm Thị Trang. Dạ. Bác gái là người gốc ở đâu? Gốc Bình Định. Tiếng đâu phải ở đây đúng không? Gốc Bình Định. À, gốc Bình Định. Bác gái vào trong này sống lâu chưa? Sống này 10 năm rồi. Dạ. Nhà bác gái thì ở trong một cái làng ấy cả nhà mình. Nói chung gia đình thằng đó tội lắm. Mà dạ, nó khờ nữa. Mà nó bị tật. Chồng mày câm, vô khờ mà lại bị tật nữa. Không cha không mẹ hết, chồng bò cho người ta. Kiếm cơm ăn thôi, nó đi lộn phong bò. À, đi chăn bò thuê bò mướn cho người ta kiếm cơm hả? À. Rồi người ta có trả lương không bác gái? Không, không có luôn. Trả lương. Ôi ôi, thương chứ vậy? À, không có mà trả lương. Mà chăn nhiều bò không? Có hầu nào mà không, cũng ít bò, ông nào cũng ít bò. À, ông thấy ông thương thì ông chặn chứ cũng có bà con vậy đó. Dạ. Chặn kiếm cơm ăn thôi. Cái bữa nào mà lộn phong được nó đói tổ lắm. Dạ. Đó nó khổ lắm, mà nó hiền nó tự ở tàu. Không cha không mẹ tận hầu cũng biết tận hầu. Lâu rồi. Mà chăn bò thuê cho người Kinh hay là người đồng bào bác gái? Hả? Chăn bò thuê cho người Kinh hay là người đồng bào? Đồng bào luôn. Người đồng bào luôn hả? Ừ. Ôi ôi. Mà cũng nói chung thôi nó tội lắm, dẫn nó đi. Nó cho nó ăn nó đói khổ. Không cha không mẹ hết, nó khờ khạo lắm. Theo con đoán là có phải vợ chồng anh chị này ở trong một căn nhà tre đúng không bác gái? Ở trong một cái nhà sạp, nhà tre. Dạ. Mà dột nát núi này rồi. Đa số cái ngôi nhà tre của những người đồng bào dột sống trên này rất là nhiều đó nha. Chứ không có nhà xây để ở đâu. Không có mà nhà chị xoay. Này có nhà dưới làng không bác gái? Không, không có nhà xây. Không có luôn hả? Khờ khạo người ta lấy. Nó có khờ đất nó làng biết không, gì rồi nhà nước cho cái nhà cái nó bán lại mất. Dạ. Giờ nó đâu có chỗ nào đâu về làm. Ở nào trên núi sâu nằm nữa. Ở nào núi nằm nòi nằm nọ. Mùa đó em có gì ăn là đi lùm phân. Bữa nào cũng có phân nhịn đói. Đổi dai nữa. Dài cả nhà. Đi hai hiệu ráng. Ráng hiệu nữa thôi. Nắng nóng mà bốc hơi lên hừng hực luôn cả nha. Nắng nóng thế nào?
nắng nóng đối khổ còi có chết hết. Chỗ đó là cái chỗ vùng khổ. Đất nắng cháy ở Ninh Thuận là khỏi nói rồi cả nhà mình. Chỗ đó là đối khổ nhất, cái chỗ đó là dốt nát nhất. Xuống dưới dốc này lên lại nữa hả bác gái? Dạ. Bác gái năm nay nhiêu tuổi bác gái hả? 67. 67 hả? 67 hả? 67 tuổi. Đã đến tuổi về hưu rồi cả nha. Dạ mấy tháng nó tội. Cô chồng ai cho ở đâu là cô cũng xin cô cho giữa chồng nó hết. Giờ chuẩn bị qua một con suối nè cả nha. Ráng lên, cố lên nào. Ây dù, quá. Ui da, mang giày nó chứ ướt nhem luôn á. Ướt hả trời. Ngộ luôn. Trời này anh cồm nó rứa. Lâu không mà cô đi tự. Ráng lên Thời ơi. Này mới đi một lần. À anh Thời nãy giờ chưa chào cả nhà, quên đi chứ. Ở đây có một hộ dân đang sống ở đây cả nhà. Đi ngang qua nhà này luôn hả bác gái? Hay là nhà này? Nhà nó hay nhà xeo gì, không biết lâu không là cô cũng xuống. Lâu quá bác gái cũng nhớ luôn. Đã tới nhà hai anh chị rồi cả nhà mình. Bác gái ơi, cho con hỏi. Có phải là nhân vật bác gái muốn chia sẻ với con là hai anh chị này phải không bác gái? Đúng rồi. Nhà hầu hôm bữa là có cái bên kia mà ngã sập rồi, bây giờ nó chuyển qua đây còn ướt cái sạp đó. Vợ chồng nó tội lắm, không có cha có mẹ hết. Giờ nén non đối khổ nó đi lục con bò nó ăn giả, bữa nào cũng có con bò nó nhịn chứ giờ sao. Thấy tội lắm. Dạ. Chị sẽ... Vậy là hai anh chị tự dựng lên căn nhà để ở luôn hay sao? Tự dựng lên tự làm hết. Còn căn nhà bên này là của ai bác gái? Bên này là của cái ông chú nó ở nó trồng bò nó ăn cơm đó. Chứ không phải của nó ở cái sạp kia. Ở cái sạp đó ngã rào rồi nó sập rào rồi nó qua cái sạp đó nó ở góc mó góc đó. Rồi cái sạp đó. Chị gái ơi, em chào chị gái. Nó không biết gì em đâu. Em chào chị gái dễ thương. Nó cười lắm là nó không biết gì đó. Dạ. Bác lắm. Gái biết chị gái tên gì không? Danh. Tên Danh? À. Rồi chị gái này năm nay bao nhiêu tuổi bác gái biết không? Không. Không biết luôn bao hả? Bao nhiêu tuổi? Nó cũng biết tuổi nó đâu. Chứ không biết thằng kia đâu. Chứ chắc nó không biết rồi. Cha mẹ nó chết tặng hầu nhó mà. Dạ. Nó linh tinh hết. Nó khờ nó đâu biết gì đâu. Dạ. Theo con đón chắc 18 tuổi quá. Anh thằng kia thì cũng cha mẹ mà cầm. Chào anh, đẹp trai dễ thương. Quá cười á. Dạ. Anh ơi, anh tên gì anh? Tên Cầm. Anh tên gì vậy? Tên Cầm. Nó tên Cầm mà cho nóng. Anh tên là ơi hả? Tên Cầm mà sao cho nóng có tên gì đó. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Nó không biết à. Dạ. Chắc 19 quá. Nóng biết rồi. Không, lạ hỏi nó nóng đó đâu có cô là nó xì ông bên không. Nó không biết cái gì đó. Dạ. Hỏi nó bao nhiêu. Bác gái hiểu tiếng đồng bào không bác gái? Không, bác không biết rồi. Không hiểu không? Bác hiểu mấy tiếng gì mà anh chị nói tiếng đồng bào được không? Nó rành tiếng đồng bào với người Kinh nó không biết. Dạ. Ý là giờ nào đó nó hỏi con nói sao. Ý là bây giờ không cha hoàn cảnh, không cha không mẹ. Ở cho cái ông cũng đồng bào luôn, ở trong bò kiếm cơm ăn. Không cha không mẹ, con lệ bị sụi, mà lệ bị khờ. Còn chồng thì câm. Cái tay nó giỏi mà làm sao, không? Tay giỏi mà làm sao. Thương hơn. Cái tay giỏi. Ủa, cái tay chị gái này bị cong hả? Nó sụi. Tay này có bị không? Cái tay này được chứ mà cũng yếu. Mà cái tay này không làm gì được. Dạ, còn chân như thế nào? Cái chân cũng khờ khờ. Cái chân đi cũng té lên té xuống. Dạ. Bây giờ chị gái đi một đoạn cho em xem thử được không? Đi anh. Em xem thử dáng đi của chị như thế nào. Đó, nó xịu xỏ lắm. Đưa dắt ra đây. Dắt, đây. Xịu xỏ dạ, lắm. Dạ thôi được bác gái ơi. Xịu xỏ lắm, không biết gì. Hai vợ chồng anh chị thì không còn người thân gia đình nữa. Không còn một ai. Có anh em gì không bác gái? Không anh không em luôn. Không gì hết. Nhà nước cho cái nhà cái nó khừa cái người ta dành bán anh thôi. Bây giờ đâu có nhà có cửa gì đâu có còn. Ở nào trên núi rồi, nằm nòi rồi. Lâu lâu nói chung ai cho ở đâu cô cũng xin cô cho nó chứ tậu. Dạ. Nó đâu có biết gì đâu đó. Nhưng nãy giờ hối nó đâu có biết gì đâu có. Hối sao cũng cũng cừ hết á.
dạ. Chẳng biết gì đó. Thành người đồng anh bào thì bị câm nhưng mà anh vẫn bình thường đúng không? À, vẫn bình thường. Có nghĩa là tinh thần của anh vẫn bình thường đúng không? Bình thường. Dạ. Bình thường làm lộn dối lắm, tạo lắm, siêng năng. Chỉ đầu làm đó chứ không có làm biếng. Dạ. Mà chỉ là nói không được. Bây giờ bác gái với chị ngồi xuống đi ha. À, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi sát vô đây bác gái. Dạ. Sát đây để con quay cho thấy hình ảnh của... À, của anh Tâm luôn. Anh trai này nữa. Tạo lắm. Nó đâu có biết gì đâu có này. Không có thường biết quá cả nhà mình. Hai không anh biết. Chị hàng ngày đi chăn bò thư và mướn cho người ta để kiếm cơm ăn. Ừ. Không có lương bổng, lương tháng gì hết. Không, không có một cái gì. Người ta không cho đồng nào luôn. Không. Chỉ nhà nước lâu lâu cho được mấy cành này thôi chứ không có ai cho một cái gì. Đâu có cha có mẹ, không có người thân. Mà anh chị biết sử dụng tiền không bác gái? Con đó thì không biết, mà thằng đó lại biết. Thằng đó cầm mà lại biết. Dạ. À. Biết rành tiền không? Biết. Rành tiền bao nhiêu biết. Dạ. À, tại anh giữ tiền mà, anh cầm mà anh giữ tiền. Dạ. Còn con là không biết tiền, không biết gì, hối sao cũng cười ở nãy đó, nó đâu có biết cái gì đâu. Theo con biết á, là những người bị câm á, là những người đó bị ảnh hưởng tai luôn đúng không? À, người ta không nghe được đúng không? À, biết luôn. Dạ. Anh biết nó đâu có biết gì. Ôi, thương ha. À. Ở sáng chọn bò lừa bò bên kia rồi lừa về. Anh thì anh biết nấu cơm không bác gái? Biết nấu cơm, con đây cái tay giờ sao nó bưng được. Cái tay giờ nó sủi nó bưng đâu có được mà nó cũng biết mà nấu. À, nó không biết cái gì hết, chỉ là theo chọn bò vậy thôi. Dạ. À. Quần áo anh chị đang mặc á, chắc có lẽ là người ta cho đúng không? À, người ta con cho. Con thấy có... huy hiệu trường trung học gì kìa. À, người ta cho hôm qua nay rồi cô đưa nó. Còn cái bà mất chưa. Ô áo đẹp anh trai hả? À, nó không biết à. Ôi ôi. Mặc là hợp với dáng luôn á. À, người ta cho. Mặc vô là đúng lứa tuổi học sinh luôn á. Có người ta cho là cô chỉ nó vậy là nó lại nó mang về cái nó bận. Dạ. Cho nữa, áo đẹp không anh trai? Áo đẹp không? Không biết rồi, không biết rồi. Đâu có đâu, đâu có nghề đâu mà. Ôi. Bà mẹ nó học cậu lắm. Mà hai vợ chồng anh chị thương nhau không bác gái? Thương. Có thương. Khi nào mà chửi nhau đánh nhau không? À, không có đâu. Vợ chồng nó hạnh phúc nhất cơ đời chứ không có ai bệnh ở đó. Vậy hả? À. Nó không biết nói mà nó biết. Còn cái con đây thì nó khờ mà nó xui nữa. Chứ sao nó làm vậy? Thằng đó nấu cơm nấu nước rồi hết. Chứ nó cái tay giờ nó đâu có bưng được đâu. Dạ. Yeah. Hai anh chị ở chung với nhau là được bao nhiêu lâu rồi bác gái biết không? Bác gái ở đây bác gái biết không? Được. Biết. Nay chắc khoảng 15 năm á. 15 năm rồi. Ờ. Mà không có con. Anh đi đâu là chị theo đó, à. Chị đi đâu là anh theo đó. À, ở nào trên núi vậy? Là á. Sát nhau như hình với bóng luôn hả? À. Nói, thằng con cô nó nói không cặp nào hạnh phúc như cặp đây. Vậy hả? À, nói đâu gì đó giỡn mà cái ông chú có bò chặn lại nói không hiểu mà cái thằng lại nói là con lại hiểu. Mà con lại nói thằng lại hiểu. Dạ. À. Mình chăm tiếng đồng bào với nhau là hai anh chị sẽ hiểu nhau. À. Dạ. Nó hiểu chứ mà cái thằng đó nó điếc mà nó cầm mà nó điếc nó đâu có hiểu. Nó hiểu mà nó không nói không được. À dạ. Chắc là anh dùng ra ni á. Ra ni bằng dùng bằng tay á. À nó ra ni rồi nó hấp. Dạ. Nó miễn tả rồi á. À, nó đem phòng bò tao là mua như vậy là nó nói thằng đó nó nói thằng đó hiểu. Dạ. Chị ơi. Nhà chị còn gạo không? Gạo ăn á. Còn gạo không? Gạo còn. Gạo còn, đó nó được á. À nó nói, không nó nói được chưa. Nó à. Nói được chứ mà mình hỏi nó nói. À dạ, hiểu, mấy cái tiếng hiểu, dễ. Hiểu tiếng kinh chút ít đúng không? À chút ít, mấy cái tiếng dễ nó biết. Dạ, bác gái hỏi giùm con là gạo còn nhiều không? Gạo còn nhiều không, hay còn ít? Ít chứ. Ít. Ít hả? Gạo còn ít. Ít là bao nhiêu, 50 ký không? Ừ. Còn 2-3 ký vậy? 2-3 ký. À 2-3 ký, à, chứ không có 50 đâu. Thì bác gái hỏi là nhà còn mì tôm, dầu ăn, mắm muối, cá khô này kia đồ không? Còn có dầu không? Ăn không? Dầu, mắm muối, cá khô, còn không? Đâu có, hết rồi. Không có hả? À, không có, hết rồi. Dạ. Hỏi giùm con là, có tiền không? Có tiền không? Hả? Có tiền không? Tiền chứ. Không có tiền, ấy là mỗi sáng bán 2-3 phần bò. 2-3 phần bò tiền. Là được nhiêu bác gái? 20. 20 hả? 20. Dạ. 20 ngàn, 1 bao 10 ngàn. Là dạ. Nó nói có tiền đó, có tiền là có 20 ngàn hồi sáng đó. Hai vợ chồng anh chị là vừa đi chăn bò. Vừa lụm phân. Vừa lụm phân bò luôn. À, bán. Bán kiếm tiền. À, bán kiếm tiền ăn thêm.
Chưa tháng rồi nó nén nó đâu có gì thu đâu có. Nó đâu có biết gì đâu. Không biết tuổi. Không biết bao đâu. Bao nhiêu luôn. Không biết rồi, nó khờ mà nó không cha ăn mẹ hồi nhỏ vô nó thất lạc, đâu có ai cho học đâu. Quá đáng thương luôn cả nhà mình. Nói cặp đôi là đáng thương á. Nó thằng đồng bào này không nói nó nói cặp đó là cho là nhất hạng đáng thương chứ. Cặp đôi là không biết nhờ ai hết. Chị ơi, ngọn gió nào mà đưa anh chị lại gần với nhau vậy? Hả chị? Nó không biết à. Nó không biết nói đâu, hỏi vậy nó không biết à. Ý là hai đứa là hồ sao thương nhau. Ừ. Ừ, nó ừ rồi cho nó không biết đâu, nó không biết gì đâu. Nó ừ không rồi. Ôi, chị gái cái đồng hồ đẹp ha. À, chị gái cái đồng hồ đó. Đồng hồ hư này chứ nó đâu có biết cái gì. Coi nó thấy nó đi đồng hồ. Nó đẹp cho đẹp hả? Có dây chuyền nữa kìa. À, cái nó vòng tay nữa. Đồng hồ hư này, nó thấy người ta đeo nó cũng đeo rồi chứ. Dễ thương ha. À. Cặp đôi này dễ thương quá. À. Cái cặp đôi đáng thương lắm. Dạ. Chị ơi, anh chị dẫn em vô trong nhà tham quan ngôi nhà của dẫn, chị một xíu được không? Dẫn vô nhà. Đấy, Trần Lì nó biết rồi không? Ê. Đấy, đứng dậy đứng cũng được không? Căn nhà bên này... Còn nếu nó đứng dậy được chứ đâu có đứng dậy được, cái chân nó cũng biết. Đi, nó nèo sáng. Hồi sáng nó nước trà mang theo uống. Cô ơi. Hả? Sao họ đi xe đường nào lên trên này được hay vậy? Biết, cô cũng biết đi đường nào nữa. Trời ơi, nãy giờ hai em giác đồ quá trời giác luôn cả nhà. Đâu có biết, nó đi đường nào cô cũng biết. Không biết cái đường nào để mình chạy xe lên cả nhà. Ở dưới kia thì cục đường rồi, hàng rào không à, không có chạy xe được. Không có được đâu, xuống dưới hố họ đang ngủ bên kia. Chắc họ khai thác một cái con đường riêng để lên trên này. Cô cũng biết nó đi đường nào mà cỡ xe được nữa. À, trong nhà là nước anh chị chứa nước để mình sử dụng này cả nhà. Nước này là mình lấy ở dưới con suối nãy mình đi ngang qua hả bác gái? À, lấy rồi. Dạ, chắc vậy hả? Lấy nước ở dưới suối phải không? Hả dành? À, lấy nước dưới suối đó. Rồi bên trong kia là nơi anh chị nằm nghỉ ngơi. À, nằm nghỉ ngơi. Sao chứ đâu có vậy đâu có. Ủa mà sao anh chị giỏi thế? Tự dựng nhà lên luôn tự hả? Nó làm được hết đâu. Dạ. Nó giỏi lắm. Ôi, giỏi nha. Đang gùi, đang đồ nữa. Biết mỏ. Biết đang gùi luôn. Biết đang gùi nữa. Đang khéo lắm. Đang đẹp lắm hả? À. Dối lắm. Ôi, dễ thương quá. Nó làm thắt rỏi đồ, nó làm cũng dối. Ủa, đeo cái cọng gì trên cổ vậy? À. Cái cọng dây gì vậy? Chìa khóa này. À, chìa khóa. Chìa khóa cửa. À, chìa khóa. Cái lại cái gì đây? Cái nhíp hả? À, cái nhíp nhô râu. Ôi, nhíp nhô râu vậy hả? Ôi, lấy cái gì chế thành cái nhíp đây? Không biết rồi. Hai cây luôn. Hai cây luôn. Cây nhổ râu cho vợ, cây nhổ râu cho chồng hả? Anh cười vậy, anh đâu có biết gì đâu nè. Thường quá cả nhà. À. Ngõ nào đâu mà đi xe vô, cô cũng biết cái đường nào. Đâu có ngõ nào có xe đâu mà nó đi dối vậy. Không biết là nhà anh chị có nuôi gà, nuôi heo gì cũng bất gái không? Không, nuôi gà, nuôi heo là không biết ngõ đâu. Với ông chú đó. Dạ, cái gùi bên kia có phải là gùi của anh Đan không? Cái con, anh. Cái gùi này, con Đan phải không? Hả? À, nó đang à? Ôi ôi, cái gùi đẹp ha. À, nó đang gùi nó rất là tỉ mỉ, rất là đẹp luôn cả nhà. Nó dối lắm. Sắc sảo lắm, nhìn nó rất là đẹp luôn. Nó đều đặn mà nó tròn quay à. À, nó đang hư rồi, nó nứt rồi. Dạ. Nó dối lắm. Công nhận anh trai này cũng có tài ha. Ừ, xuyên năng dối lắm. Dạ. Người ta hay có câu á là có tật có tài. Là bác gái ha. À, dối lắm, đạo lắm, nó thứ gì nó cũng biết nó làm. Tội cái là nói không được. Nói không được mà nghe không được. Nó cầm nó phải biết chứ. Nó nghe là nó nói không được có tức. Dễ thương quá. À, cái tội cho bà mẹ nó học bà cứ bà nó nghĩ để năm sáu đứa con mà cầm hết ba đứa rồi á. Mà chết hết thì còn mình nó đó. Dạ. À, bà mẹ nó tội lắm. Không có biết tận hầu bà mẹ nó còn sống. Hồi cô vô cô mua đất là cách đây. Cô nghĩ là anh này chắc cũng phải ba mấy tuổi rồi. Ba mấy còn 40 rồi. Không biết không? Cô cũng không biết à. Chị gái này cũng vậy nè. Không có đâu, dành cũng có tao 40 rồi. Dạ.
lũ này nó còn nhỏ ra mai cho mình, nó khổ rồi nó thấy nó lớn. Dạ, bác gái hỏi giùm con là vợ chồng anh chị dùng ánh sáng ban đêm dùng bằng cái gì vậy? Tớ thắp đèn bằng gì? Thắp đèn hay là thắp gì? Làm sao tớ ngỏ anh cùm? Thắp đèn anh. Thắp đèn bằng dầu. Rồi anh cô ờ pin chứ. Pin nó bó vô cái nó bấm lên rồi nó sáng. Dạ. Mua hai cái pin đại ấy. Dạ, cho em xem chút xíu được không? À, vô lấy cái pin mà thắp anh cùm á. Dạ. Cái pin nào? Cái pin nào vô lấy? Cái pin á? Cầm vô lấy cái pin rồi. Vô lấy cái pin mà thắp sáng ở thay đường đi á, vô lấy đi mà ta coi rồi. Đi đi. Nó không biết khổ ghê lắm. Đi vô lấy cái pin mà thắp sáng ấy. Vô lấy thì đem lên người ta thấy rồi, đi đi. Mắc cỡ nữa trời. Nó mắc cỡ mà không biết. Trời ơi. Cái pin nào vô lấy? Đó cái pin này, pin thắp sáng này. Đấy. Còn dân anh nó con cái nào nó khổ lắm, nó không biết gì vậy. Đấy cô cội, thử cái pin nào. Cô nó cái pin của cái cô đàn này nó biết không? Dạ. Cô chỉ là anh biết hả? Cô chỉ đậu rồi, thắp sáng. Cái đèn siêu sáng đó. Của anh chị hả? Thắp sáng lại anh cô mới ra đi vậy là nó biết, nó nói rồi nè. Con dành nó không biết cái gì vậy đó. Tạo lắm. Nó ra đi là nó biết. Bác gái hỏi giùm con á là ngôi nhà này anh chị sống lâu chưa? Ấy là bây giờ được một năm chưa? Hối con kìa. Chắc 2 năm đầu con. Vậy mà khi vô mùa mưa á là có bị dột bên trong, có bị ướt bên trong không? Mùa mưa có bị ướt không? Có. Có hả? Có tôn nó rách hết á. Này nó lốt qua chèn á. Mùa mưa là bị ướt. Dạ. Ban đêm á, ban đếm anh đổi cái đèn này anh đi soi con ếch á hả? Ớt này nóng quá rồi là ban đêm. Là hai vợ chồng đi bắt ếch đúng không? Hai vợ chồng đi ngà. Hai vợ chồng đi ra bụi kia bắt ếch đúng không? Đậu đi phải ngõ anh cô. Nãy cô Chí nó đậu ra đồ ăn á. Cô Danny giải thành nó biết. Cho nên cái pin nó không biết à. Anh còn lại hỏi là không biết cái gì thôi nè. Nói được nhưng mà khờ. Không biết cái gì á. Dạ. Anh chị để mấy cái bắp chuối để làm gì hả? Bắp chuối đó là chắc để xếp cho heo á. Cho heo hả? Cho nhà heo, cho cái heo ông không? Chú ấy. Thấy chắc cho heo không? Có heo chứ. Heo chú đấy. Chắc cho heo, cho ông chú á, anh chị á. Làm cho ông chủ. Ông chủ. Đó, cái cấu á, cái cấu nó còn, cái cấu nó giả đó. Dạ. Đó, chắc bỏ ông cấu cái gì giả đó. Dạ. Để đi vòng vòng ngồi sau nhà hả? Khu vực nơi đây bà con trồng điều rất là nhiều luôn cả nhà mình. Giờ này là vào mùa điều rồi cả nhà. Điều là điều của người ta, chứ không có điều của nó đâu. Dạ, trái quá trời trái luôn. Ôi ôi, đỏ lè đỏ lét luôn. Nhìn rất là đã mắt luôn cả nhà. Mình phải thưởng thức một trái. Xem cái trái điều này nó có cái vị như thế nào. Trái điều này cả nhà mình. Giờ bắp mời của chú anh chị mình cùng thưởng thức trái điều với bắp nha. Ngọt ngọt, chua chua chát chát cả nhà. Cái cây này bông quá trời bông luôn. Nhưng mà chưa có đậu trái. Phía dưới kia là điều quá trời luôn kìa. Chưa nắng nóng mà ăn được trái điều cũng rất là đã khác cả nhà. Nước quá trời nước. Bác gái hỏi giùm con là anh chị buổi trưa này ăn cơm chưa bác gái? Ăn cơm chưa? Trưa giờ ăn cơm chưa? Ăn rồi. Chủ cho mình ăn cơm với lại món gì? Ăn dư thứ gì? Vừa coi thử rồi. Ăn cơm dư thứ gì đâu, vừa coi. Chỉ vô chỉ coi. Ăn cơm đâu?
Anh cơm với cái mắm gì? Không mắm đâu. Anh cơm không mà hết mắm rồi, không có mắm. Nó nói vậy. Có cá ăn không? Không. Đâu có cá đâu. Đâu có cá đâu mà ăn. Ôi. Giá là ăn vô muối nấu canh. Hay ăn vậy rừng. Sao có sức chăn bò? Hay rau rừng nấu canh ăn. Dạ. Muối bột ngọt mà cũng hết rồi. Dạ. Bác gái hỏi giùm con trên này anh chị biết ăn lá đu đủ, trái đu đủ không? Biết. Má biết má xin của cô à. Cô vậy hả biết không, bác gái? À. Đảo dạ. Nhà cô có thu đủ là nó xuống má xin của trò này. Anh cái đọt thu đủ. Rồi trái thu đủ non xét luôn để gió luôn. Anh nhớ. Dạ. Anh thu đủ rừng là chính mà. Dư rau rừng. Mùa đây nói chung nắng non quá cũng đâu có rêu gì mọc nấu đâu có. À. Dạ. Đấy, đâu có cái rêu gì đâu có mọc nấu đâu có. Mùa mưa à. Mấy con bò bên này là anh chị chăn á hả à, bác gái? Đấy. Này bao gì đây? Bao con bò sáng giờ đi lộn á con, đi lộn trên núi cao giác về đó rồi mới đập nhỏ ra rồi mới sang vô bao nhỏ. Dạ, được ba bao luôn. Là à. Được ba chục hả? Ba bao đó là đập ra chắc cũng được xéo bao. Xéo bao nhỏ xéo chục. Dạ. À, giác tuốt ở núi cao á, chứ ở đây không có đâu, ở đây người ta lộn hết. Dưới gần người ta lộn hết. Hai vợ chồng giác xuống luôn hả? Hay à. Là một mình anh chồng thôi? Không, cái con đó giác cũng được mà giác bao nhỏ. Dạ. Thằng đó là giác bao lớn. Dạ. À. Bác gái hỏi giùm con là hôm nay cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tặng cho hai anh chị một chiếc đèn năng lượng mặt trời dùng miễn phí. Hôm nay anh chị có vui hay không? À, dạ. Bây giờ bác gái hỏi giùm con đi. Xem cái cảm xúc của anh chị như thế nào. Bây giờ ý là người ta giúp đỡ cho con là một cái năng lượng. Ừ. Để con sáng con thấy ngõ con anh cùng. Con có mừng không? Ừ. Mừng không? Mừng chứ. À, mừng chứ. Ở đó nó nói lại cho nó đâu có biết. Dạ. Là... Mừng thì nhảy đi. Nhảy đi. Mắc cửa đó kìa. Mắc cửa rồi đó. À. Chứ không thấy đường. À, nó nóng biết, nó ít hiểu lắm. Dạ. Nói tiếng nào dễ dễ là nó mới hiểu. Mà quen á chứ lạ hỏi nó nóng nói đâu con à. Dạ. Như nãy không có cô là con có hỏi mà nó nói được cái tiếng gì đâu. Dạ. Nó không nói được. Nó đã khờ mà nóng. Vậy nóng. Đợi con một tí xíu con lắp đèn năng lượng mặt trời cho đó, hai anh chị. Dép cô xin cô cho hai vợ chồng mà. Người ta cho. Cái đầu đâu có. Tàu lắm. Nó nói tàu hơn lắm. Cái cánh thôi là... ai tạo cho bệnh người ta nói chung đồng bào người ta biết làm người ta có trí người ta lành còn nó lại khờ mà lại sụi nữa đâu có biết gì đâu. Dạ. Nói sao cũng ở đó phong bò ở đâu mà ngày nào cũng có nói chung là lâu lâu rồi đi lộn à, mới có rồi mấy anh chứ còn đâu có liên tục đâu rồi lo chẳng bò chẳng dê nữa. Dạ. Nói chung là loi lóc qua ngày sống qua ngày vậy thôi chứ còn no thì cũng có no đâu còn. Dạ. Nó thấy cái cánh nó thổi. Dạ. Mấy người kia thì nó lanh, nó đú tay đú chân, nó không bệnh á. Nó làm được. Nắng non dài là người ta đi làm mướn. Nó đâu có làm. Dạ. Mướn, biết đường nào mà làm mướn. Anh Thời thì đang phụ bắp lắp cái đèn năng lượng mặt trời cho anh chị ở bên trong cái nhà mình. Trong thời gian chờ đợi thì em sẽ xin ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân dành tặng cho hai anh chị những cái món quà yêu thương. Dạ. Đây là tình thương của tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Ừ. Yêu thương và dành tặng cho hai anh chị. Hiểu không? Hiểu chứ. Hiểu chứ. Mừng không? Mừng chứ. À, mừng chứ. Ôi ơi. À, mừng quá nói chuyện à. Được luôn. À, được luôn, chị còn nói cái trước chị còn nói được luôn á, chị nói theo. Dạ. À. Bác gái ơi. Hai vợ chồng anh chị thì không có biết tiền đúng không? Không biết tiền đâu. Chứ là nó biết giữ mà giữ một ít thôi chứ giữ nhiều là người ta lấy bớt, người ta bà chú người ta. Dạ. Lấy bớt à, thì ý là cho nó một ít. Dạ. Hôm trước vậy thì là con sẽ xin ông bà cô chú hỗ trợ cho anh chị một ít tiền để anh chị tiêu thôi chứ không có dám cho nhiều. Cho nhiều. Dạ. Dạ. Cho nhiều là người ta lấy. Hoàn cảnh của anh chị thì rất là đáng thương cả nhà mình. Không còn người thân gì hết, hai anh chị chỉ chung sống với nhau, nương tựa với nhau trong căn chòi để đi căn bờ thơi kiếm cơm ăn qua ngày cả nhà mình. Rất là thương, rất là xót xa luôn. Bắp cũng muốn hỗ trợ cho anh chị nhiều một chút xíu nhưng mà không được cả nhà. Sợ khi mà đưa số tiền lớn cho anh chị bị người ta lừa lấy hết thì tội. Dạ. Ông bà cô chú tặng cho anh chị là 10 kg gạo.
Đây, gạo của anh chị đây. Mừng không? Đó, anh chị cầm đi, anh chị cầm mừng, đi. Cầm, cầm, chị đây cầm đi. Cầm đi mừng táo nấu ăn chứ. Mà không biết là tay chân của chị có bị nhức nhối gì không hả? Ừ, nó ừ rồi thằng, nó đâu có biết gì đâu. Nó bị tọt. Đây, cô chú tặng cho anh chị mì tôm. Mì tôm. Đây. Cảm ơn mừng đi. Cảm ơn. Dạ, dễ thương quá. Cảm ơn. Tiếp theo. Đây. Xà bông gội đầu đó. Này bằng chải chào quần áo nè, với lại miếng rửa chén nè. Xà bông. Cảm ơn. Cảm ơn. Đây tặng anh chị muối nêm canh ha. Bột ngọt nãy bột ngọt bó đang ra. Bột ngọt, nước rửa chén, mắm. Bột ngọt của bó trong cái nào rồi. Đây, xà bông rửa chén. Cảm ơn, người ta cho mình thì mình mừng, mình cảm ơn. Rồi người hầu khác người ta cho nữa. Hai chai nước mắm. Anh cầm anh. Cầm không được. Cái chà mỗi tay quá. Cái tay nó cầm đâu có được đâu. Hai chai xì dầu. Đấy, mình cầm nó cầm đâu, con cầm được rồi. Hai bịch bột ngọt. Bánh. Bánh rồi trà. Tặng cho anh trà. Trà không mừng ở đâu, không mừng ở đó, cửa đó một trà trúng tôi. Này là bánh rế, bánh rế đặc sản Bình Thuận này cả nhà mình. Bánh này nữa. Bánh dẻo, bánh ngọt. Rồi một ít bánh này nữa. Bánh ôi ôi quá trời quá đất luôn, quá đã luôn. Hai hộp sữa. Hai hộp sữa, tặng cho chị một hộp, anh một hộp nha, uống cho mập mạp lên nha. Uống cho khỏe, ngỏ đi lùng phong. Hai chai dầu ăn. Chị mừng, chị mừng. Mừng lắm hơn bác gái hơn. Chị mừng. Mừng không? Này cá hộp. Cá hộp để ăn cơm. Cá lon. Đây nữa. Ây da. Cao. Hủ trao để ăn cơm. Anh mừng hả không? Mừng không? Mừng ghê lắm hay. Một sắp bánh tráng. Bánh tráng luôn. Đó. Cá khô. Nãy có hai chai dầu nữa mà ta. Tặng cho anh chị là hai chai dầu Thái. Đó. Cảm ơn. Cảm ơn. Ơi dễ thương quá à. Đầy nó chứ nào. Tiếp theo ông bà cô chú tặng cho anh chị là cá khô. Bác gái hỏi hả anh chị thích cá khô không? Thích cá khô không? Thích ăn mừng không? Mừng ấy. Mừng chứ đâu có gì ăn đâu. Bây giờ nấu canh mít không à. Canh mít niêm vô muối. Dạ. Với mì tôm chứ đâu có gì ăn đâu. Dạ. Ăn đâu rồi tôi dớ cái xong đó là còn mì tôm lại để dành chiều ăn á. Chứ đâu có dám ăn hết đâu. Trong cái tô kia này với một nào canh mít canh nêm muối xong chuyện gì đâu có. Bà Sáu bán cơm Long Hải ở bên Mỹ dành tặng cho anh chị 1 ký cá khô cơm biển. Cá khô rất tuyệt vời. Không mặn không cát. Con chia tay đâu cầm. Cả nhà mình ơi, làm gì làm nhớ mua cá khô ủng hộ Bắp nha cả nhà mình. Bắp xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ tặng cho anh chị 1 ký nữa là 2 ký luôn để dành ăn ha. Cầm không được ha, cái tay nó cầm đâu có được đâu. Cầm cầm mấy con. Cái tay nó cầm được, nó bưng cồm nó ăn nó xúc mà nó đố. Chị Helen Nguyễn ở bên Mỹ tặng cho anh chị 1 ký nữa là 3 ký. Anh cầm đi anh. Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Nó có nghiền nào, nó cười, nó thấy mình cười, nó không cười, nó nào có nghiền. Chị bé nhỏ ở Hà Lan tặng cho anh chị 1 ký nữa. Là 3 ký. Bắt cá 3 ký. Là 4 ký chứ. 4 ký rồi. Chị Loan Trần ở quận 11 tặng cho anh chị 1 ký. Là 5 ký luôn. Mừng hả sao. Con này anh vậy anh cần mít anh nấu vô muối. Chị Thư ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh tặng cho anh chị 1 ký nữa. Là 6 ký luôn. Ôi ôi. Nhiều quá. Ăn kiểu này là đắm đuối luôn rồi. Nó ăn ở tàu lắm mà giờ nó ăn muối không rồi mà. Muối với mì tôm với canh mít. Mít non nó nấu nên nêm muối không à. Dạ. Không có gì ăn nữa.
Anh chị vui không? Anh chị thích không? Vui không? Mừng không? Mừng chứ. À, mừng chứ. Mừng chứ. À, mừng chứ. À, trong này thắp sáng rồi nha. Có ránh có đồ là mình thay đường. Rồi mình thay đường anh côm. Ừ. Không nhà không cửa gì mà đâu có về dưới làng được. Dạ. Đây bác đi. Gái có thể dặn dùm con là các khu á, tầm cỡ 3-4 ngày gì đó đem ra phơi nắng một lần. Không biết là chị gái có hiểu không ạ? Nó không hiểu đâu, để cô dặn cái con kia nói cho nó, cái con ở trên cái chòi này. Dạ, yeah. Để lâu quá trong bịch nó bị móc á. À, để cô dặn nó, cô dặn con kia lại nói nó nữa. Bây giờ mình dặn nó quên liền rồi, nó đã khờ mà, nó đâu có biết cái gì đâu. Dạ. Để dặn cái con cho nó là 4-5 ngày đó là nắng là đem ra phơi. Bây giờ là em công bố tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ anh chị nha. Nói thì nói chứ gật gật thì gật mà không biết có hiểu hay không. Không hiểu đâu. Đầu cô tóc tai cũng biết cho gái cho ngày sẵn ra nè. Con xin đọc tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Em xin chích quỹ của anh chị Tiên Tiến ở bên Mỹ 200.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh chị Tiên Tiến đã hết rồi thưa anh chị. Chú Tài ở Canada 200.000. Con xin thưa là cái quỹ của chú Tài đã hết rồi thưa chú. Cô Tư ở Sydney bên Úc 300.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô Tư đã hết rồi thưa cô. Cô giấu tên ở Bỉ châu Âu 200.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô giấu tên ở Bỉ đã hết rồi thưa cô. Anh chị Cường Trâm ở Mỹ 200.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh chị Cường Trâm đã hết rồi thưa anh chị. Chị Dung Béo sữa đậu nành ở Đà Lạt 200.000. Em xin thưa là cái quỹ của chị Dung đã hết rồi thưa chị. Cô Mai Trần ở Mỹ 200.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô Mai Trần đã hết rồi thưa cô. Cô Dung Đặng ở Úc 200.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô Dung Đặng đã hết rồi thưa cô. Cô Huệ ở Bỉ 200.000. Con xin thưa là cái quỹ của cô Huệ đã hết rồi thưa cô. Chú Ri ở quận Phú Nhuận 300.000. Con xin thưa là cái quỹ của chú Ri đã hết rồi thưa chú. Mạnh Thường Quân giấu tên ở Pháp 100.000. Con xin thưa cô chú cái quỹ của cô chú đã hết rồi thưa cô chú. Chị Ngọc Ánh và người giấu tên 200.000. Em xin thưa là cái quỹ của anh chị đã hết rồi thưa anh chị. Tổng số tiền bắp chích của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ra là 2.500.000. 2.500.000 mà con mua tất cả những số quà này cộng thêm cái đèn năng lượng mặt trời hết là 1.748.000. Lấy 2.500.000 trừ cho 1.748.000, số tiền còn lại con gửi cho anh chị là 752.000. Biết cái gì không mà gật đầu. Nó nghe nói vậy nó gật đầu. Gật đầu rồi cười vậy. Tôi vậy. Chị mà lâu quá. Dồn đấy, dồn ở đây. Người ta thấy người ta thương người ta cho mà. Rồi bây giờ bắp sẽ gửi cái món quà của cô chú cho anh chị luôn. Rồi cô chú tặng quà cho anh chị đây. Anh biết tờ tiền này bao nhiêu không? Tờ đây là nhiều lắm nha, có riêng, riêng. Dạ bác gái dặn giùm con nha, cất tiền cho kỹ nha. Đem xuống mua đồ là phải kêu người ta thối lại nha. Nhanh nha. Dạ cất kỹ vô nha. Số tiền lớn nha. Dạ. Ngục đầu ấy. Bắp thì bắp không có tiền lẻ cả nhà mình. Chị gái này thì không có biết tiền cả nha. Bây giờ bắp sẽ gửi cho chồng của chị gái này. Anh này thì cất tiền kỹ lắm hả bác gái? Cất tiền kỹ biết ngõ. Dạ. Mà số cái tiền 500 đó số nó biết không? Chứ còn cái tiền 100 đó luôn là nó biết. Dạ. Cái tiền 500 nó biết không? Biết không? Trời ơi. Này, có cắt kỹ. Cắt kỹ nha, 500 rồi. Nè, 100 đó nè. Đó. À, cái tiền 100 đó là nó biết. 100 nữa là 700. 752.000 bắp không có tiền lẻ cả nhà mình. Bắp gửi tặng cho anh là 100 luôn. Đó, tổng cộng số tiền là 800.000. Chị à. Cái đây là cất riêng, cái đây là riêng. Rồi, bỏ túi cất đi anh, bỏ túi cất. Cất đi, đừng để người ta thấy. Bỏ túi, bỏ túi.
Đâu có cái bốp, nó có cái bốp mà. Có cái bốp đâu. Có cái bốp nữa hả? À, à có cái bốp. LV hả? Hay là bốp ni lông? Lấy nè, bỏ vô bốp. Lấy ra, bỏ vô bốp. À có bốp hả? Ờ, có bốp luôn. Có bốp luôn. Lấy ra. À, lấy ra bỏ bốp đi. Lấy ra. Anh trai. Lấy ra. Lấy ra. Thường quá cả nhà. Khổ lắm luôn như vậy quá. Bốp đâu? Bốp đâu? Đây, đây, đây. Ui, có bóp luôn hả? À, bóp rồi. Ừ, có bóp luôn, bóp đẹp ha. Cái này là có. À, đẹp ha. Cái này là có. Lấy cái này là trước nha. Lấy cái này là một trước. Bóp LV á. Nó gần này nó biết rồi chứ. Nó có cái bốp của biết, nó có cái bốp. Ôi, ở trong đó toàn từ 2.000, 1.000 bắp thấy trong bốp của ảnh á. Một cục luôn. À, chứ bán phân bò mà bán có làm nhiều tiền. Rồi, bỏ túi cất nha. Đó. Rồi bây giờ là anh chị đem đồ vô trong nhà đi. Hả? Rồi vô trỏng á, em hướng dẫn sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời luôn. Hiểu, hiểu, hiểu tôi nói cái gì không? Hiểu hả? Hiểu thì đem đồ vô nha. Rồi. Ôm vô. Anh Thởi ơi, vô 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 phụ em đem mấy cái đồ vô cho anh chị anh Thởi. Để ra cô phụ cho nè. Đi. Cầm đi. Nó cầm mấy cái nhị nhị với nặng nó cầm được. À đây cầm bánh tráng này. Bánh tráng này. Bưng gạo. Bưng gạo. À, gạo. Đấy, đứa đó nó cất ở đây nó cất. Bỏ trong bịch nè, bỏ trong bịch nè anh. Bỏ bịch nè, bỏ bịch nè. Anh trai, bỏ cho bịch, bỏ cho bịch. Cái năng lượng nào? Cái năng lượng nãy cái mốt rồi, để vô nó. Đây nè, bác gái. Bên trong nhà anh trai, thấy cái đèn chưa? Ở trong nhà kia. Đó, nhìn lên. Đó. Thấy đã không? Đó, chị gái, chị gái. Chị gái nhìn bên trong có cái đèn kìa. Ấy hồi nãy cái chỗ đó đẹp quá. Anh cùng chỗ đó, anh chỗ đó, chỗ đó đang ngủ phòng. Bắp sẽ cài chế độ tự động cả nhà. Đó, cứ 6 giờ tối nó tự sáng, 6 giờ sáng nó tự tắt, mình không cần bấm luôn. Tự tắt luôn ấy. Dạ đúng rồi. À. À, dạ. Không biết là anh trai này hiểu hay không? Để cô dặn là. Đây, bác gái dặn giùm con hai nút này, nút mở và nút tắt á. Chắc bác gái biết đúng không? Mở này, nút tắt này. Dạ dạ. Mở, mở sáng này. Đó. Chói quá hả? Chói quá hả chị gái? Ừ. Anh này, bố sáng thế đó. Đó. Anh này, tắt cái này. Đó. Anh này, bấm thử đi. Bấm ra, bấm ra. Đó. Tắt, tắt cái này. Rồi. Rồi, ok chưa? Mừng chưa? Rồi, ok nha. Thường quá. Ông bà, cô chú, anh chị Mạnh Thường Quân cũng chúc cho anh chị thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an và lúc nào cũng luôn luôn hạnh phúc nha. Dạ, hạnh phúc ơn. Đến khi mà đầu bạc răng long luôn ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Thường quá. Cảm ơn. Trời ơi. Bây giờ em xin phép anh chị em về nha. Dạ. Dạ, bác gái ơi, con cũng xin chân thành cảm ơn bác gái rất là nhiều luôn. Bác gái đã chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị cho con với lại cô chú anh chị trên kênh con biết. Dạ, con cũng chúc bác gái thật là nhiều sức khỏe bác gái nha. À, cô cũng cảm ơn. Nói chung cũng có gì cô thấy hoàn cảnh nó tạo thì cô chỉ biểu rồi thôi, chứ cô cũng nghèo khổ, cô cũng có gì là cho nó, cho chút ít trong năng cơ. Dạ. Dạ vậy thôi anh chị em về nha. Dạ con cũng chào bác gái, con về luôn nha. À, dạ. Bác cũng về. Một lần nữa bắp cũng xin thay mặt gia đình anh chị khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang rộng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cô không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Em bye bye gia đình mình, em về. Bye bye. Bắp chào cả nhà mình. Hôm nay bắp đưa cô chú anh chị mình quay trở lại ghé thăm hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ. Trước mặt cả nhà mình được thấy đó là hình ảnh của gia đình. Em chào anh chị nha. Dạ. Dạ. Anh chị dạo này khỏe không? Dạ khỏe. Rồi mấy đứa nhỏ khỏe không?
Dạ khỏe luôn. Sao anh chồng im ru vậy? Anh chồng có khỏe không? Cũng nói chung là lúc khỏe lúc mệt. Lúc khỏe lúc mệt hả? Dạ. Để mệt là nó đuối đuối con người mà. Dạ. Anh chị có thể cho cô chú anh chị biết tên anh chị lại một lần nữa được không? Dạ. Anh tên gì anh? Dạ, tên Soi. Anh Soi. Dạ. Còn chị tên nước. Gì? Tên Nước. Tên Nước. Yeah. Anh Soi, chị Nước. Soi, Nước. Để mấy đứa con ra có đặt đứa nào tên Chè không? À. Là Chè Soi Nước luôn. Gia đình của anh chị á, là lúc trước đi chăn bò thuê cho người ta. Yeah. Không có nhà cửa ở luôn. Yeah. Rồi chủ bò mới cho ở tạm ở trong một cái chuồng bò đúng không? Yeah. Dạ, đại khái là vậy ha. Yeah. Mà chính xác là vậy luôn đúng không? Yeah. Dạ. Sau đó bắp được người dân khu vực nơi đây chia sẻ cái hoàn cảnh của anh chị thì được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân yêu thương hỗ trợ và giúp đỡ cho anh chị một ngôi nhà tình thương. Dạ, yeah. Cảm ơn cô chú. Dạ. Vậy là bao lâu nay gia đình mình ở trong căn nhà này có ổn định không anh chị? Dạ, được, đẹp quá luôn chứ hả? Đẹp quá luôn hả? Dạ. Dạ. Đèn thì có vấn đề gì không? Dạ không. Không hả? Sáng sủa bình thường đúng không? Sáng. Ban đêm sáng nhiều không? Được. Nhiều chứ. Ừ. Sáng ngon luôn chứ hả? Dạ. Anh chị là có ba người con? Dạ. À, để em nhớ lại con nào. Anh Cư kia là con của anh chị đúng không? Dạ. Bé nhỏ này nữa? Dạ, đây là cháu. À, cháu. Còn hai đứa nữa đâu? Hai đứa đi, nhưng một đứa đi chăn cừu. Còn một đứa thì đi chăn bò nè. À, nay mình có thêm công việc chăn cừu nữa hả? Dạ. À, mùa nắng này đi chăn cừu là mình được lương tháng không? Dạ, hay chăn rẻ? Dạ được. Trong tháng. À. Cả gia đình anh chị là đều đi chăn bò luôn của nhà mình. Mấy đứa nhỏ thì không có học hành gì hết, rất là thương luôn. Rồi cái cuộc sống của mình lâu nay có đỡ hơn lúc trước không anh chị? Dạ, nói dạ, chung cũng bớt vất vả hơn. Dạ. Bây giờ cô chú đồ trợ giúp. Dạ. Thì con cái đồ cũng cảm ơn cô chú. Không dạ. Biết nói sao nữa. Dạ. Hôm nay là em đem cái món quà yêu thương của cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ. Dạ. Dành tặng cho gia đình mình một ít quà. Dạ. Dạ. Trước là hỗ trợ căn nhà cho gia đình anh chị cả nhà mình, là cô chú cũng có hỗ trợ nệm nè, mền mùng gói đúng không? Dạ. Ừ. Thì cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ á, là muốn hỗ trợ thêm cho anh chị, tại vì nhà anh chị đông người, có mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Sợ có một cái nệm thì nằm không có đủ. Dạ. Tặng thêm cho gia đình mình một cái nệm nữa nè. Dạ. Đó. Luôn. Dạ. Để gia đình mình nằm cho thoải mái hơn. Cảm ơn cô chú. Còn đây là bánh mì. Bánh mì của cô Hồng Trần ở bên Mỹ. Tặng cho gia đình mình. Dạ. Rồi đưa cho mấy đứa nhỏ ăn luôn nha. Đây đây đây. Ai mở cái trà? Có một ít bánh kẹo tặng cho mấy đứa nhỏ. Đây là món quà của cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ á. Cảm ơn cô chú. Tặng cho mấy đứa nhỏ bánh kẹo ha. Đây hai bịch bánh đó nè. Rồi cô chú có tặng cho tôi một ký thịt heo nữa để chiều mình rửa. Cảm ơn cô chú. Mình chế biến ăn cơm ha. Rồi đây đậu đũa. Đậu đũa nè. Này bí. Hành ngò. Rồi cô chú tặng cho hai thùng mì nữa ha. Đây đây. Rồi cô chú có tặng cho gia đình mình là 25kg gạo ha. Cảm ơn cô chú. 25kg gạo. Rồi cô chú tặng hai cái gói. Đây hai cái gói với lại cái bao gói luôn.
Dạ. Anh chị bỏ vô giùm em đi. Dạ, cảm ơn cô chú luôn ạ. Tặng thêm một cái mùng nữa ha. Tại vì hai cái nệm là mình phải mắc hai cái mùng cho mấy đứa nhỏ nằm ha. Dạ, khỏi bị muỗi. Còn đây là hai cái mền rất là to luôn. Dạ, cảm ơn cô chú. Mền này là của bên đoàn từ thiện ở dưới miền Tây. Đợt trước các cô có ra thăm bà con nghèo và phát quà cho bà con nghèo cả nhà mình. Thì có dư lại một số mền bắp vẫn để trong kho. Khi nào bắp đi lên thăm những cái hoàn cảnh nghèo thì bắp đem đi theo để tặng cho họ. Hôm nay em lấy đem lên trên này tặng cho gia đình mình hai cái ha. Dạ. Dạ. Còn đây là hai chai dầu Thái. Dạ. Cũng các cô bên đoàn từ thiện á. Dạ, tặng cho gia đình mình ha. Dạ. Với lại cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ á, tặng cho gia đình mình một chiếc chiếu nữa. Dạ. Ha. Dạ. Trải lên nằm cho khỏi bị nóng. Dạ. Nhà mình còn cá khô để ăn cơm không? Hết, hết luôn hả? Ừ. Tiếp theo là cô chú hỗ trợ cho gia đình mình cá khô nữa ha. Dạ. Mình có gạo rồi. Dạ. Giờ thêm cá khô nữa là tuyệt vời luôn ha. Anh xé đi giùm em cái anh trai. Rồi, cảm ơn nha. Bà Sáu bán cơm Long Hải ở bên Mỹ dành tặng cho gia đình mình một ký cá khô cơm đó để dành ăn. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ dành tặng cho gia đình mình một ký nữa là hai ký. Chị giấu tên ở Malaysia tặng cho gia đình mình một ký là ba ký. Chị Úc Nguyễn ở quận 11 tặng cho gia đình mình một ký nữa. Cảm ơn. Là mấy ký hả? 3 ký, 4 ký. 4 ký rồi. Chị bé nhỏ ở Hà Lan tặng cho gia đình mình 1 ký nữa. Cảm là 5 ơn. Ký. Chị Thư ở nhà bè thành phố Hồ Chí Minh tặng cho gia đình mình 1 ký nữa. Cảm ơn. Đó, là 6 ký. Rồi. Hết quà của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rồi. Hôm nay gia đình mình vui không? Vui. Cô chú hỗ trợ thấy cũng mừng. Dạ. Hai vợ chồng anh cố gắng phấn đấu ha. Dạ. Cố gắng vươn lên làm dành dụm kiếm tiền nuôi mấy đứa nhỏ ha. Dạ. Ủa không có đứa nào đi học thương quá. Đâu có đứa nào đi học đâu. Dạ. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ tặng cho gia đình mình số tiền là 2 triệu đồng. Cô chú có dặn bắp là mua cho gia đình là nệm nè, gối, mình mùng gì đó, với lại một ít lương thực thực phẩm. Bắp mua hết tất cả là 1.120.000. Lấy 2 triệu trừ cho 1.120.000. Số tiền dư còn lại bắp gửi cho gia đình là 880.000. Cảm ơn cô chú. Mạnh Thường Quân. Hôm nay gia đình mình có cảm xúc như nào? Vui mừng không? Dạ vui chứ. Rồi có gửi đôi lời gì cảm ơn gì đến cô chú cho cô chú vui không? Dạ con cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều đã hỗ trợ cho vợ chồng con. Ừ, hai vợ chồng cố gắng lên ha. Dạ. 880.000. Rồi em gửi tiền của cô chú cho gia đình mình nha. Em không có tiền lẻ. 880.000. Em gửi cho anh chị là 900.000 luôn. Cảm ơn. Tặng cho nó mấy nhỏ 20.000 ăn bánh luôn. Dạ. Con cảm ơn cô chú nhiều. Ừ. Rồi hai chồng chúc cô chú sức khỏe gì không? Dạ, chúc cô chú luôn luôn có sức khỏe trong cuộc sống ạ. Ôi ơi, chưa làm răng nữa hả? Ui, không có tiền làm răng. Thôi em xin phép em về luôn nha. Dạ. Rồi chị lấy thịt heo rửa
rồi mình nấu bữa cơm chiều cho mấy đứa nhỏ ăn ngon miệng ha. Dạ. Cảm ơn anh luôn ạ. Cô chú cũng chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha. Bình an trên khu vực rừng núi này ha. Để ý mấy đứa nhỏ trên này em sợ nhất là rắn ha. Để ý tụi nó ha. Rồi anh em tạm biệt gia đình mình em giờ nha. Rồi bye bye. Chú bye bye con trai nha. Bye bye gia đình mình. Bye.